Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 226 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1169 trở về Lạc Nguyên Soái có quân lệnh Một tiếng hét lớn thô kệch vang lên Một lão giả xông vào trong sói trướng Nhìn thấy mọi người hoặc nghi vấn Hoặc là kích động Sắc mặt do dự liền sững sờ hỏi Các người sao vậy? Lạc dân hải bật cười, chỉnh chỉnh lại sắc mặt cười nói, thác bạc lão nguyên soái có quân lệnh gì mà gấp gáp vậy chứ, ngươi còn phải đích thân chạy tới chỗ này. Lãnh vô thường phì cười, đúng vậy, thác bạc thiết sơn, lúc trước mời ngươi gia nhập lạc minh, không phải là rất ngạo khí sao, còn gào ra một đống yêu cầu, không có hợp lý mới bằng lòng gia nhập. Hên cho các ngươi lúc đó gia chủ chúng ta mềm lòng, kính ngươi đệ nhất lão soái đáp ứng, nếu là ta Bây giờ thì sao? Truyền quân lệnh còn tự thân chạy tới. Khi đó, ngươi còn nhất định phải bình khởi bình tọa với chúng ta. Phải biết, dù là ngự hạ thất gia gia nhập lạc minh, sớm nhất đều không có đại ngộ như vậy rồi. Khuyển nhung ngươi còn là một bên thua, còn lãnh tiên sinh. Lạc dân hải ngăn cản hắn tiếp tục nói, rồi mới cười nhạt, quay đầu nhìn thác bạc thiết sơn, ôm quyền bồi tội. Xin lỗi, vừa rồi lãnh quản gia có nhiều bất kính với lão nguyên soái tại hạ thai hắn nhận lỗi mong ngài đừng có để bụng à không 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 lạc nguyên soái làm vậy là giết lão hủ rồi thác bạc thiết sơn mới dội vàng khóa khóa tai thở dài nói thực lĩnh tiên sinh nói rất đúng lúc trước lạc minh mời lão phu gia nhập lão phu thật là đã cậy già lên mặt có rất nhiều chỗ vô lễ chỉ là bởi vì lão phu từng là tướng bên thua, sợ gia nhập Lạc Minh sẽ bị lạnh nhạt, mới cố ý làm khó dễ. Chỉ là không ngờ là nguyên soái đại nhân đại lượng, chiêu hiền đại sĩ. Thật làm cho lão hủ xấu hổ không thôi. Nói thật, lúc trước vì lão hủ đã biết quá nhiều bí mật của Hoàng Thất Quyển Nhung, vốn đã làm tốt dự định bị diệt khẩu, nhưng mà về sau nhờ của Lạc Minh che chở mới thoát được mà sống tiếp chỉ một điểm này thôi lão phu đã phải cảm tạ ân cứu mạng cả đời của lạc nguyên soái mới phải nói rồi thác bạc thiết sơn bái xuống lạc dân hải ngay lập tức đỡ hắn cười nói thác bạc nguyên soái khách khí rồi thác bạc nguyên soái là nổi danh bất bại chiến thần cùng với nghĩa phụ của ta có thể gia nhập lạc minh chính là nhất đại chiến lược của lạc minh lại là trưởng bối của ta dân hải thấy anh hùng như là nguyên soái bị triều đình mưu hại chỉ là ra một điểm lực nhỏ thôi, lão nguyên soái không cần quá coi trọng trong lòng. Nghe được cái lời này, thác bạc thiết sơn càng kích động nắm chặt tay của Lạc Dân Hải. Lạc gia nhân nghĩa chi sư không thẹn danh này. Lão nguyên soái quá khen. Lạc Dân Hải cười vui vẻ rồi quay đầu nhìn Lạc Dân Thường và Nguyệt Nhi. Ai nấy đều cảm thấy sâu sắc vui mừng. Lãnh vô thường mặt không có biểu tình nhìn sang Gia các Trường Phong lặng lẽ nói lão gia quả nếu lão nguyên soái biết lúc trước hoàng đế khuyển nhung bỗng nhiên nổi sát tâm với hắn là do người đi cố ý trêu chọc thị phi không biết bây giờ có kích động cái lệ nóng đầy mặt như vậy không im mồm đi gia cát trường phong nghiến răng kèn kẹt đừng có để gia chủ nghe thấy mấy chuyện dụng trộm như thế này chính chúng ta bí mật làm là được lúc trước gia chủ đã mời lão gia quả này nhập bọn gia quả này còn gáy nếu không phải là gia chủ một mực nhớ mãi hắn không quên chúng ta lại cần tướng soái mở rộng quân lực tự nhiên lão phù rảnh quá chạy đến đó sao dù sao trợ giúp gia chủ hoàn thành ý nguyện chính là trách nhiệm của chúng ta mà lại trong lòng hoàng đế khuyển nhung vốn cũng có hút mắt với hắn nếu không lão phù có nói gì cũng vô dụng thôi cuối cùng vẫn là do quân thần của bọn họ xảy ra vấn đề lão phu chỉ là chăm thêm tí lửa thôi cũng coi như là giúp hắn thoát khỏi chỗ tệ nạn đó. Nếu không, về sau mà vấn đề càng ngày càng nặng, bọn họ chắc chắn có quả sa thần. Chúng ta không có kịp cứu rồi. Coi như là ngày sau, già chủ biết, lão phu làm chuyện xấu, vẫn sẽ là người tốt. Lãnh vô thường khẽ gật đầu. Hay lắm, bạn già. Đúng rồi, lão nguyên soái vừa nãy thấy ngươi vô cùng lo lắng, đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì, mà ngươi phải tự mình đến đây để báo tin vậy. Lạc Dân Hải hoàn toàn không có biết chuyện năm đó, dẫn thẳng như hỏi. Nói đến chính sự, Thác Bạc Tiết Sơn mới dỗ dàng trình lên Ngọc Giảng, nổi giận đùng đùng nói. Lạc Nguyên Soái mời xem, thật sự là buồn cười. Đám cao tầng tứ châu không biết ăn nhầm cái gì, vậy mà phát ra mệnh lệnh, quan đường như thế này. Thế mà để cho nhân mã ba châu còn lại, trừ Bắc châu, toàn bộ từ bỏ phòng ngự biên cảnh, thối lui đến bản bộ, Người nói xem đây không phải là làm loạn sao Phòng ngự trận thức nơi biên cảnh Là cái chỗ dựa lớn nhất của chúng ta Một khi mà lui về Người ta tiến quân thần tốc Chúng ta không có gì chặn vài phút thôi binh bại như núi đổ rồi Đầu óc cái đám cao tầng các châu Đã bị chó gặm sao Đến cùng đang nghĩ cái gì vậy Cái gì lại có chuyện này sao Lạc dân hải giật nảy cả mình Mới dỗ vàng cầm lấy ngọc giảng Xem được một lúc sắc mặt trầm xuống Thì thào nói tấm bình phong lớn nhất phải nhường cho địch thủ quả thật tự chui đầu vào rõ thác bạc thiết sơn gật đầu phẫn nộ nói thì chính là vậy một cái đám ăn trên ngồi trước căn bản chưa có từng lên chiến trường thế mà dám đi chỉ huy tướng lãnh thần kinh bách chiến như là chúng ta thật sự là buồn cười không thua thì đúng là không có thiên lý tuy nói cho dù chúng ta có tử thủ không nhất định thắng nhưng mà sẽ không có thua nhanh như cái lệnh đáng chết này lạc nguyên soái ngươi là tổng nguyên soái tây châu được sông long chi tôn bổ nhiệm trước khi đi tất cả mọi chuyện đều nghe theo ngươi ngươi nói nên phải làm thế nào mới tốt đây quân mệnh không trái lạc dân hải đập nát ngọc giảng xuống đất căm hận nói mệnh lệnh ngu ngốc như vậy phàm là có một chút thưởng thức quân sự sẽ không tuân theo đây quả thật coi chiến tranh là trò đùa sao thì đúng vậy phía trên đã bị bại não cả rồi, mệnh lệnh như thế này mà cũng dám phất ra. Dù cao tầng một châu bị ngu, não cũng không có dùng được, nhưng mà cao tầng của ba châu cũng đều ngu ngốc cả sao. Thác bạc thiết sơn, thở hỗn hển tức giận nổi trận lôi đình. Thật khó có thể tưởng tượng được, người cầm quyền bốn châu lại là một đám khờ khạo không não. Thật không có biết bốn châu đã bị trung châu không ngừng xâm nhập. Làm thế quái nào mà sinh tồn được cho đến bây giờ? <laughs> Mẫu thần của nó nghe được cái lời này, mọi người mào mào gật đầu tán đồng. Lãnh vô thường suy nghĩ một chút, rồi lại ủ mặt châu mày. Gia dạ chủ, mặc kệ mệnh lệnh ấu trĩ như thế này do ai phát ra, nhưng là ý của phía trên. Nếu như người kháng lệnh bất tuân, cho dù thắng cũng sẽ bị phía trên trừng phạt. Có lẽ về sau Tây Châu chẳng còn cái nơi chỗ chúng ta đặt chân nữa rồi. Cứ như vậy đi, bất kỳ thắng thua, chúng ta đều không có chỗ tốt gì, cần gì phải tái chiến. Lạc dân hải giận hừ lên một tiếng. Đại trưởng phu làm việc, có việc nên làm, có việc không nên làm. Quân nhân của thiên chức của quân nhân, Lạc dân hải ta đánh một trận vì ngăn cản gót sắt của Trung Châu, cha đạp lãnh thổ Tây Châu. Tránh cho ngàn dạng sinh linh đồ tháng, không phải là vì a dua phía trên. Ngay sau đó, ngửa cổ lên quát to. Chỉ cần lạc gia của ta còn có một binh một tốt, nhất định phải ngăn trước Tây Châu nếu không Tây Châu Đại Nguyên sói ta chẳng cần làm nữa, còn về sau thắng hay là thua, ở phía trên muốn làm gì ta cũng được, lão tử không có thẹn với lương tâm. Mọi người rung lên trong lòng, nhìn về phía Lạc Dân Hải, ánh mắt đầy vẻ kính nể. Lạc Dân Thường và Nguyệt Nhi đều mang ánh mắt kiêu ngạo nhìn hắn. Tính khí phu quân càng lúc càng giống sư phụ rồi. Hắn chính là mưa dầm thấm đất bên cạnh trác phàm mãi, tính nết thật là bị cái tên xấu xa kia truyền cho. Lạc dân thường cười nói, thác bạc thiết sơn còn dựng thẳng ngón tay cái, khen một tiếng. Tốt, lạc nguyên sói thật là một trượng phu vĩ đại. Lạc nguyên sói đồng nguyện cùng tôn vong với Tây Châu, vậy thì lão phu nhất định bầu tiếp. Đã là quyết ý của gia chủ, như vậy chúng ta tự nhiên tuân theo. Đám đại tri tinh liếc nhìn nhau, lòng đầy bội phục, khom người nói, chỉ là gia chủ cương trực không thiên vị tha là bị gãy không chịu công nhưng mà chúng ta không có thể để gia chủ bởi vậy mà gặp rủi ro năm đó trác quản gia lưu lại chúng ta chính là có ý đồ này việc gia chủ không có muốn làm chúng ta đi làm cả việc hòa giải với bên trên phải do chúng ta làm chỉ là trước đó chúng ta phải hiểu rõ bên trên đã xảy ra cái chuyện gì thác bạc nguyên soái mệnh lệnh này là do người nào đưa ra vậy có những ai phản đối cuối cùng làm thế nào mà thông qua được chúng ta phải biết rõ ràng mới dễ hành sự giúp gia chủ thoát tội kháng lệnh chứ. Thác Bạc Thiết Sơn nghe vậy nhăn mày nói, ta cũng không có rõ ràng cho lắm, lão phu cho người đi thăm dò trước cả ngày trời rồi. Ta muốn xem xem cái con lợn não bị chó ăn nào đó dám phát ra quân lệnh quan đường như thế. Hắn có tư cách ngồi ở phía trên chỉ huy sao? Báo! Đột nhiên, một tiếng hét lớn gian lên từ ngoài trướng. Thác bạc thiết sơn nhếch miệng cười nói Trở về rồi, vào đi Một tên binh lính xông vào Quy sát xuống không người nói Khởi bẩm lạc nguyên soái Thác bạc nguyên soái Đã tra rõ người phát ra mệnh lệnh này Là một vị đại nguyên soái tứ châu Được cả cao tầng bốn châu Quyết định đề cử ra Đệ tử đệ nhất tây châu Trác phàm trác tiên sinh Tất cả mọi người nghe được cái lời này Đều là quá sợ hãi Gần như là gào lên Trác Trác Phàm sao? Cái này không phải là trùng tên chứ? Nguyệt Nhi ngóc mấy giây hưng phẫn nói, làm sao mà có thể trùng tên? Hắn nói hắn là đệ nhất Tây Châu mà. Đúng, sư phụ, nhất định là sư phụ rồi. Sư phụ còn sống sao? Chỉ có hắn mới chân chính là đệ tử đệ nhất Tây Châu. Người duy nhất còn mạnh hơn dịp lần năm đó. Lạc dân hải run run cả người, ngay sau đó mới trở nên kích động, hóc mắt cũng không khỏi đỏ bừng. Ta à, biết rồi, người bên ngoài thiên mệnh chỉ có thể là trác đại ca, huynh rốt cuộc đã trở về rồi. Hai hàng thanh lệ trượt xuống, sườn nhi không ngăn được mà nở nụ cười mừng rỡ. Đúng vậy, người bên ngoài thiên mệnh quả nhiên chỉ là một mình hắn thôi. Lần này phải làm phiền ngươi cứu giảng thiên hạ rồi, trác quản gia. Chương 1070, Đối thủ Mấy người của Lạc Dân Thường khóc rồng rồng không ngừng, Nguyệt Nhi mới dội vàng, không người an ủi, dân thường tỷ, sư phụ còn sống trở về là một chuyện tốt. Tỷ tỉ... tên hỗn đảng đáng chết đã còn sống bao nhiêu năm như vậy rồi, không có gửi tin tức gì về, người ta còn tưởng rằng hắn đã chết chẳng còn xác chứ? Lạc dân thường lao nước mắt, xong lại gào khóc không ngừng, trong mắt là vô tận tưởng niệm cùng với mừng rỡ, thậm chí còn có từng chút oán hận cắn răng nói, cái tên đáng chết kia ta nhất định phải đi tìm hắn, bắt hắn phải trả bài nhằm trả nợ chứ. Dân Sường nháy mắt dĩ dợm nói, dân thường tỷ, nữ tử sâu khổ đi tìm trác đại ca yêu cầu trả nợ, chắc không chỉ có một mình ngươi đâu, không biết ngươi có chuẩn bị tâm lý thật tốt chưa. Lạc dân thường đỏ mặt lên, trừng nàng biểu môi nói, được, ngươi cũng đi đi. Đó là đương nhiên rồi, năm đó già già kêu ta đi theo hắn, trợ hắn thành sự, ta cũng đã nhất định phải đi. Sương Nhi cười hì hì nói, thác bạc thiết sơn trầm ngâm, phất phất tài để cho binh sĩ truyền tin lui ra, rồi cũng cẩn thận nói, Lạc tiểu thư, nếu không ngại, lần này có thể mang Liên Nhi nhà của ta đi theo được không? Năm năm trước, từ khi mà Liên Nhi nhà của ta chia tay trác phạm, nó cũng đã cơm nước không giàu rồi. Năm năm trước, Lạc dân thường nghi ngờ nhìn hắn, thác bạc nguyên soái, người không có nhớ lầm chứ, từ sau đại chiến thiên vũ trác phàm đã đến ma sát Sa tông sau đó thành danh ở sông long diện tiếp đó đã bị hãm hại nào có thời gian gặp liên nhi nhà của ngươi thác bạc thiết sơn nhúng nhúng dài nói đúng là năm đó bên ngoài lan truyền tin hắn đã chết rồi nhưng mà khi đó hắn xuất hiện ở quốc thổ quyển nhung còn một lần hành động diệt ngự thú tông sau đó mới hoàn toàn biến mất liên nhi nhà của ta cũng rất nhớ hắn Người nói lần kia tiêu diệt ngữ thú tông là do trác quản gia làm sao? Lãnh vô thường mới đột nhiên hỏi, sao mà lúc sông Long Diện điều tra cái chuyện này lại không tra được chút gì vậy? Thác bạc thiết sơn lắc đầu thở dài, còn không phải là bởi vì liên lụy đến chuyện của hoàng thất quyển nhung sao? Bệ hạ hạ lệnh tiêu quỷ hết thảy chứng cứ. Thật lúc trước trác phàm chỉ quỷ diệt Ngự thú tông thôi, còn là cái chuyện về dương tôn quý tộc, cướp bóc, đốt giết sau đó đều là do bệ hạ hạ lệnh để cho lão hủ đi làm. Bởi vậy lúc trước, sông Lâm Viện điều tra, chúng ta y miệng không có đề cập đến việc này, không đề cập tới trác phạm, chính là sợ cái chuyện hoàng tộc bị đưa ra ánh sáng. Mà bởi vì ta biết cái bí mật này, sau cùng bệ hạ nổi sát tâm đối với ta, còn may mà có lạc minh che chở, nếu không cả nhà của lão phù... Được, được, được rồi. Những cái chuyện đằng sau chúng ta đều biết, Lãnh vô thường dỗ dã khoát tay rồi mới nói tiếp. Lão Phu chỉ muốn hỏi một việc thôi. Sau khi mà Lão Nguyên soái gia nhập Lạc Minh, chúng ta đã là người một nhà. Biết rõ trác quản gia còn tại thế. Cũng biết là gia chủ tiểu thư của chúng ta vô cùng nhớ mong hắn. Tại sao người không nói? Được Lạc vô thường nhắc nhở, Lạc dân thường hung tận nói. Đúng thế, tại sao người không nói? Thiệt thòi ta luôn kính trọng ngài có thừa, không có nỡ người đáng giận như thế. Chuyện quan trọng như vậy Vì sao mà không nói rõ với chúng ta Nghe được lời này Lạc dân hải cũng trở nên hung hăng Trong mắt đầy quán niệm Lạc gia khí thế gia nhân nghĩa Lòng bao dung rộng lớn Có thể bao dung hết thảy Chỉ có chuyện này bọn họ Nguyện trở thành bụng dạ hẹp hòi Cũng có thể tha thứ Ngươi biết tình nghĩa của chúng ta Đối với trác quản gia sâu cỡ nào không Có tình tức của hắn mà không nói cho chúng ta biết dù là biết hắn còn sống cũng tốt rồi, người cứ im im, thật sự quá đáng giận rồi. Thác bạc thiết sơn, cười khổ lắc đầu. Về chuyện này, lão phu không nói, cũng là có lý do. Lão phu từng là nguyên soái quyển nhung, có quân thần chi nghĩa với bệ hạ. Hắn đối với ta bất nhân, nhưng mà ta không có thể đối với hắn bất nghĩa. Nếu ta nói chuyện về trác phàm, tất nhiên sẽ dẫn ra chuyện hoàng thất quyển nhung năm đó, giao động cái nền tảng lập quốc lão phu cả đời vì nước sao lại có thể làm ra chuyện bất nghĩa như thế thứ hai lão phu thấy trác phàm khi đó đã cố ý quy ẩn rồi hắn cứu hai đứa nhi tử của ta có ân với lão phu cho dù hắn không nói lão phu cũng không có tiện nhắc về hắn đối với người khác nghe được lời này mọi người mới thoáng dịu lại khẽ gật đầu đây là lão nguyên soái nhân nghĩa mà hành sự mọi người có thể thông cảm cho nhưng mà lạc dân thường cứ hận thấu xương khó có thể tha thứ, đầy nộ khí nói. Người khác thì thôi, nhưng mà ngay cả ta mà ngươi cũng gạt, thì không được rồi. Thác bạc nguyên sói, ngươi biết những năm này, ta vì cái tên nhẫn tâm đó mà khóc hết bao nhiêu nước mắt không? Thác bạc thiết sơn, khom người cúi đầu. Vậy lão hủ thật là có lỗi với tiểu thư rồi. Được rồi, được rồi, chuyện bỏ qua đi. Trác đại ca cũng đã trở về, bỏ qua đi. Lạc dân hải, xua tay giảng hòa, tránh cho tỷ tỷ lại đau buồn bèn nói tránh đi à đúng rồi vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi mệnh lệnh này thật đúng là thầm bất cả trắc hắn lời còn chưa dứt thác bạc thiết sơn đã nói ngay lãnh vô thường bật cười thác bạc nguyên soái không phải là ngài vừa mới nói đây không phải là mệnh lệnh của tên não tàn nào sao còn không phải là do ta không biết xuất xứ của mệnh lệnh này thác bạc thiết sơn rất thẳng nhiên nói nếu người khác hạ cái loại mệnh lệnh này, đây tuyệt đối là não bị cho ăn. Nhưng mà Trác Phàm không có như vậy, lão phu từng hắn giao thủ với nhau, biết rõ hắn là thần kỳ bực này. Binh hành hiểm chiêu, có ai ngờ được hắn đang làm cái gì, cho nên lão phu cảm thấy mệnh lệnh này nhất định có dụng ý thầm thúy, thăm bất khả trắc đó. Gia Cát Trường Phong mỉm cười nói, lão huyền soái ngài nhìn ra được điều này cũng thật là thâm bất khả trắc rồi không không lão phu không có nhìn ra gì cả mà bởi vì nhìn không ra mới thầm bất khả trắc nếu như chúng ta dễ dàng biết rõ ý đồ của hắn vậy chẳng lẽ địch nhân kia không biết sao địch nhân đều biết thì còn đánh cái gì cho nên ta mới nói mặc dù là trác phàm không phải là người hành quân không có binh nghiệp chi đạo nhưng mưu kế của hắn vẫn là nguy hiểm nhất mọi người ở đây đều rất đồng cảm với lời này Thác Bạc Thiết Sơn thấy thế, nhíu mày nói, Tam Đại Trí Tinh chẳng lẽ là các người nhìn ra được gì sao? Ba người liếc nhìn nhau, cả ba bật cười lắc đầu. Trác quản gia hành sự luôn luôn thiên mã hành không, bất ngờ không ai đoán trước được. Nếu ba người chúng ta có thể nhìn ra cái gì đó, năm đó đã không bại dưới tay của hắn rồi. Như vậy, mệnh lệnh này... Thác Bạc Thiết Sơn nhìn về phía Lạc Dân Hải. Lạc Dân Hải nhếch miệng lên, trong mắt bắn ra tinh màng dứt khoát hét lớn tuân mệnh truyền lệnh xuống toàn thể nhân mã tây châu lập tức xuất phát cấp tốc trở về sông long diện không được sai sót Dần, lính liên lạc ngoài cửa hét lớn rồi mới lập tức đi truyền lệnh một phương diện khác chỗ biên giới giữa trung châu và bắc châu trong soái trướng trung châu nơi đây đang có thừa tướng bách lý kinh dĩ bên cạnh là trảm lòng kiếm dương đang thanh sinh bách lý kinh dĩ cười nhẹ nói chạm lòng kiếm dương để ngài đến lãnh quân tấn công bắc châu hẳn như ngài mong muốn rồi có ý gì đan thanh sinh cười nhạt hỏi bách lý kinh dĩ bật cười lắc đầu khoan thai nói kiếm dương đến từ tây châu vốn là cực kỳ quen thuộc tây châu để cho ngài đến tấn công tây châu là sắp xếp thỏa đáng nhất chỉ là bản dương biết kiếm dương còn có lưu niệm với tây châu sợ là ngài xúc cảnh sinh tình gặp phải lão bằng hữu mà khó xử cho nên để cho người khác đi rồi. Nào giống như là phi dân kiếm dương vừa nghe nói muốn khai chiến lập tức tự đề cử mình muốn đi đánh Đông Châu. Có thể thấy hắn hận Đông Châu thượng quan gia đến thấu xương rồi. Có lẽ cùng có ý đồ là muốn áo gắm dinh quy như thể không có đích thần tiêu diệt là không được vậy. Bạch Lý thừa tướng quan tâm như thế thật là khiến cho chúng ta sợ hãi rồi. Đang thanh sinh thản nhiên nói chỉ là thừa tướng đại nhân trú binh tại Bắc Châu lâu như vậy còn chưa có động thủ là đang chờ cơ hội tốt gì sao Bách Lý Kinh Dĩ khẽ gật đầu nói không sai lão Tổ Tông đã đến Bắc Châu từ lâu chỉ là ẩn nấp không ra bản tướng chờ một cơ hội nội ứng ngoại hợp một lần hành động đoạt lấy nó hắn vừa dứt lời từ bên ngoài truyền đến tiếng hét lớn báo ngài nhìn xem thời cơ đã đến rồi Bách Lý Kinh Dĩ đặt ý chỉ chỉ bên ngoài khoan thai nói vào đi mảnh liều bị dán lên một tên lính đi vào khom người bái hạ rồi mới dơ ngọc giảng ra nói đến từ thám tử có quân tình quan trọng cần bấm báo nơi này không có ngoại nhân nói đi bách lý kinh dĩ tùy tiện cầm mỹ tử trên bàn khẽ nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói có phải là kết giới hải minh tông đã phá hay không như vậy lão tổ tông xuất thủ sẽ thuận lợi hơn. Người kia sững sờ, sau đó trầm ngâm một hồi, khom người nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, kết giới của Hải Minh Tông đúng là đã phá rồi, phong thiên kiếm đã bị cướp đi, nhưng theo tin tức trong ngọc giảng này thì lại không phải là do lão tổ tông phá, mà là do một đám người khác gây nên. Bạch Lý Kinh Dĩ dùng chén rượu trong tay ngạc nhiên nói, há còn có người khác có ý đồ với phong thiên kiếm sao? Ngay sau đó bật cười, không có gì đáng ngại, chỉ cần kết giới kia bị phá, bọn họ không có thể làm con rùa đen rút đầu nữa. Người nào phá hư cũng không có quan trọng, dù sao lão tổ tông đã xuất mã rồi, nhất định có thể đoạt được phong thiên kiếm. Người kia run run sững sợ nói, nhưng mà người truyền về ngọc giáng này không phải là gì báo tin mà chính là muốn thừa tướng đại nhân đề cao cảnh giác. Người đoạt kiếm là một kẻ cực kỳ thông tuệ, ba ngày trước vẫn là tù nhân nhưng mà dâm ba câu đã khiến cho trên dưới cao tầng bốn châu nhất trí tôn sùng hiện đã được đề cử làm đại nguyên soái tứ châu thống lĩnh toàn cục của bốn châu hắn nói người này có thể là địch thủ lớn nhất của thừa tướng đại nhân muốn thừa tướng đại nhân cẩn thận cho thỏa đáng địch thủ lớn nhất của ta sao bách lý kinh dĩ phì cười bách lý kinh dĩ ta ngang dọc năm châu nhiều năm như vậy kẻ có thể khiến cho ta coi địch thủ ít càng thêm ít. Lúc nào mà địch thủ của ta cần một tên mật thám báo cho ta biết, còn kêu ta cẩn thận sao? hoang <laughs> quan đường. Đúng rồi, hắn có nói người kia là ai không? Người kia thở sau một hơi bình tĩnh nói, hắn nói người kia vốn là đệ tử đệ nhất Tây Châu Trác Phàm từng có giao thủ với ngài ở Trung Châu, dùng tên giả là Cổ Nhất Phạm. Cái gì? Trác Phạm, Cổ Nhất Phạm sao? bách lý kinh dĩ trận to con mắt chợt xuất ra ngọc dạng khác vẻ mặt trở nên điên cuồng ta phái người đến tây châu tìm hiểu xem có nhân vật nào là cổ nhất phàm hay không lại chỉ dò thăm được một thiên tài xuất chúng Trác phàm quả nhiên hai người này cùng là một rồi rất tốt quả nhiên là một đối thủ tốt chúng ta lại gặp mặt như vậy lần này chúng ta muốn xem dẫn mệnh năm châu đến cùng là hưu chết vào tai của ai đây lão đối thủ của ta. Chương 1171, bước kế tiếp. Hai tay già nua khẽ rung lên, đang thanh sinh nghe đến tin tức này, đầu tiên có một chút sửng sợ, tiếp đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, nhìn về phía Bách Lý Kinh Dĩ nhàn nhạt nói: "Thế nào, lần này thống soái bên đối phương là Cổ Nhất Phàm sao?" "Đúng vậy, phải gọi là Trác Phàm mới đúng." chậm rãi dựa ra thành ghế bạch lý kinh dĩ thở dài một hơi trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn đang thành sinh nhếch miệng cười thở dài sâu xa nói thật sự khó có thể tưởng tượng được không ngờ hắn còn sống lần này lại còn là đối thủ của chúng ta xem ra tiểu tử lúc trước ngài luôn dồn vào tử địa hiện tại biết được hắn chấp chưởng binh quyền bốn châu lại cảm thấy vui vẻ đúng vậy lúc trước muốn diệt trừ hắn bởi vì hắn nguy hiểm sau đó nhìn thấy hắn bị chết trước mặt bản tướng lại thấy buồn bã cũng có một chút tiếc nuối một đối thủ tốt như thế bình sinh cũng chỉ gặp được có một lần lại không có thể công bằng mà đọ sức một phen thật sự là chuyện đáng tiếc nhất của đời người có điều rất nhanh ta lại biết được hắn vẫn chưa chết tuy có một chút không cam lòng nhưng mà hưng phấn chờ mong nhiều hơn không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại có dịp giao thủ rồi mà lần này nhất định sẽ đấu một hiệp công bằng. Kiếm tình đối với bốn châu, trừ cao thủ hiếm có, hầu hết thực lực tương đương. Hiện tại cái trận thức đã bày rồi, chỉ xem hai người chúng ta, mỗi người ra chiều thế nào đây. Tuy nhiên, nhìn thế cục trước mắt, thừa tướng đại nhân vẫn chiếm ưu thế hơn đối phương một bậc rồi. Thậm chí chỉ sợ không có tới hai ba bước, đại nhân đã có thể làm ra chủ tình thế. Mà hắn e là còn phải tiến hành rất nhiều trình tự mới có thể tạm thời đuổi kịp bố cục của đại nhân trận chiến này từ khi mà vừa mới bắt đầu thắng bại như đã quyết định rồi hắn trong một thời gian ngắn thay đổi càng khôn có một chút khó khăn rồi nhìn hắn ta đang thanh sinh khẽ cười thản nhiên nói nhếch miệng cười một tiếng bạch lý kinh dĩ từ chối chổi kiến thế gian vốn không có gì tuyệt đối công bằng hiện tại tuy thế cục là ta chiếm ưu thế nhưng quân cờ hai bên là không có sai biệt lắm ta có một nghìn hắn cũng có tám trăm có thể chuyển nguy thành an hay không thì phải nhìn bản lĩnh của hắn thôi đúng rồi trạm lòng kiểm dường ngươi cảm thấy cái lần này hai chúng ta ai sẽ thắng sao mà thừa tướng đại nhân lại hỏi vậy chứ dù thế nào hiện tại ta tự mình lãnh binh tấn công bắc châu chẳng lẽ lão phù không có muốn thắng sao đang thành sinh nhìn hắn đầy ẩn ý Bách Lý Kinh Dĩ thản nhiên nhìn hắn thật sâu, bỗng dưng cười lớn, chậm rãi khoát khoát tay, trong mắt tình màng lóe lên, lạnh nhạt lên tiếng. Trạm lòng kiếm dương, đừng có nghĩ nhiều, bản tướng chỉ là muốn ngài phân xét một chút, nghe câu nói thật lòng mà thôi. Dù sao lần trước, tiểu tử kia giả chết, thoát khỏi bản tướng cùng với trạm lòng kiếm dương, hắn vô cùng giả quyệt. Đó cũng là lần thất bại khó quên nhất mà bản tướng gặp phải. Chà, đã bức hắn đến sắp chết làm sao để cho hắn trốn chứ nói đến đây bách lý kinh dĩ mỉm cười nhìn về phía đang thanh sinh nhưng mà nụ cười này trong mắt của đang thanh sinh vô cùng lạnh lẽo dù trong lời nói của bách lý kinh dĩ không có ý chỉ trích nhưng mà rất rõ ràng trong lời nói của hàm mỹ lúc đó hắn đã hoài nghi trát phàm còn sống cũng là đang thanh sinh cản trở không có dò xét lại hai mắt già nua mờ mịt nhíu lại đang thanh sinh trầm mặt không có nói, âm thầm suy nghĩ. Bạch Lý Kinh Dĩ cứ như vậy, yên tĩnh, theo dõi hắn, nụ cười trên miệng càng lúc càng quỷ dị. Báo, nhưng mà đúng lúc này, một tiếng thét dài từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó, một tên lính liên lạc dội dàng xong tới. Nhìn thấy hai người quỳ xuống một chân, tài nâng ba đạo ngọc giảng, phá vỡ không gian tịch mịch này. Khởi bẩm thừa tướng đại nhân, kiếm giường đại nhân, chiến trường ba châu đồng thời gửi tới Ngọc Giảng. Bình Ba Châu, Đông Tây Nam đã biến mất toàn bộ trên đường biên giới, không biết tung tích, xin Thừa tướng Đại Nhân cho chỉ thị. Vẫn trầm chú, nhìn đang thanh sinh không buồn, hoàn toàn không có nhìn tên lính liên lạc kia. Khóe miệng của Bách Lý Kinh Dĩ bật cười ra tiếng nói. Ba Châu cùng lúc hành động, xem ra là tiểu tử kia ra chiều rồi. Trạm lòng kiếm dương, ngài thấy thế lực thế nào? Binh mã của Ba Châu đồng thời biến mất tại biên cảnh, giống như là nhường kết giới biên giới cho chúng ta. Chúng ta có thể tiến quân thần tốc, thận trọng từng bước, một lần hành động, thâu tóm ba châu trong tầm tay. Chậm rãi, cầm chén rượu trên bàn khẽ thưởng thức, đang thành sinh, trầm ngâm một chút, lại khẽ lên tiếng. Có điều cách làm, chui đầu vào rọ, thật sự không giống lẽ thường. Đường biên giới vừa đột phá, các gia tộc thông môn trong ba châu, mỗi người đều khó khăn tuyệt không có thể thủ nơi địa hình hiểm yếu, có thể nói không có sức chống cự, cho dù là người bình thường cũng sẽ không có làm quyết định não tàn như thế. Huống chi cái tên tiểu tử xảo tra kia, cho dù lão phu cho rằng trong này nhất định có bảy. Bách Lý Kinh Dĩ gật đầu cười khẽ, không tệ, trảm long kiếm dường nói rất đúng, một tên tiểu tử gian trá như hắn tuyệt không có khả năng làm chuyện đường hoàng như thế. Nơi này tuyệt đối có bẫy rồi. Nói tới đây, hai con mắt của Bách Lý Kinh Dĩ lóe lên tinh mang. Lại nghĩ tới một loại khả năng khác, hoặc là hắn muốn để cho chúng ta nghĩ hắn đặt bẫy sao? Ồ, sao lại nói vậy? Bình Pháp có nói, giả cũng như thật, thật cũng như giả. nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Dĩ khẽ lên tiếng. Với binh lực ba châu, dùng sức đối chọi với chúng ta hoàn toàn không có khả năng. Ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, nhất định hạ được. Thế nhưng hiện tại hắn đang cố bài nghi trận. Quấy nhiễu quân tâm của chúng ta để chúng ta hầu nghi bên trong có bẫy mà không có dám vào. Ngược lại mất thời cơ chiến đấu để bọn hắn có thời gian bố trí. Có lẽ không có kế gì cũng khó nói. Tỷ Mỹ suy nghĩ một chút đang thanh sinh khẽ gật đầu. Nếu thật không có kế chúng ta không có mắc lừa thật sự đuổi theo. Không phải lúc này tấn công và phòng thủ cường đại trong nháy mắt dứt bỏ lại thất bại thảm hại. Loại mạo hiểm này đổ dáng thật sự quá lớn. Mà bên trong có bẫy thì sẽ có mai phục. Một khi mà chúng ta tiến vào sẽ mạo hiểm, bị tổn thất nặng nề cũng không phải là không có. Cho nên chúng ta nên hành động bước tiếp theo của hắn đi. Bước tiếp theo sao? Đúng, nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Dĩ vô cùng tự tin. Hắn muốn cùng ta đấu trí sao? Thì tất yếu kích động tâm trí của ta chỉ là không có thành kế sẽ không đạt được hiệu quả, nhất định sẽ có chiêu sao. Xem xét chiêu sao của hắn, ta sẽ biết hắn muốn làm gì. Nếu bên trong thật là có mai phục, hắn nhất định trăm phương ngàn kế, kiến tạo dị tượng để cho ta mắc câu. Nếu không... Báo! Thế nhưng lời còn chưa dứt, một tiếng hét từ bên ngoài. Một tên liên lạc xong tới, Dẫu dàng quỳ xuống trước hai người, bái lại nói, thừa tướng đại nhân, cấp báo, bệ hạ truyền tin hiện tại là các nơi trung châu nhất lên bạo loạn binh phủ thành chủ khó có thể áp chế rồi xin thừa tướng đại nhân phái binh nhanh chóng tiếp diện cái gì trung châu đại loạn sao khẽ giật mình đang thanh sinh hoảng hốt lên tiếng sao có thể chứ trước khi chúng ta xuất binh đã trấn an thỏa đáng các địa phương ở trung châu rồi không có tai họa ngầm mới dám phát binh làm sao mà nhanh vậy đã xuất hiện bạo loạn khiến cho phủ binh thành chủ không trấn áp được ánh mắt khẽ hiếp lại bách lý kinh dĩ suy nghĩ một chút bỗng dưng nhếch miệng cười nói thì ra là thế sao điêu trùng tiểu kỹ trạm lòng kiếm giường ngươi còn không nhìn ra sao nhìn ra cái gì liên hoàn kế của tiểu tử kia nhếch miệng cười một tiếng bách lý kinh dĩ như nhìn thấu hết thảy vô cùng tự tin nói hiện tại ta biết rồi tiểu tử kia thi triển không thành kế đầu tiên lùi binh có một chút kỳ lạ làm nhiễu tâm quân của chúng ta để cho bản tướng do dự không quyết không biết nên giải quyết thế nào tiếp đó để cho thám tử ẩn nấp ở trung châu mượn cơ hội quấy rối mục đích cũng là để cho chúng ta lùi binh binh loạn cứ như vậy binh lực dây bốn châu sẽ giảm bớt hắn có thể xông ra khỏi dòng dây đánh chúng ta trở tay không kịp thậm chí là mượn cơ hội này hắn càng có khả năng sẽ mở cái dòng dây của chúng ta thẳng tiến về Trung Châu. Kế sách như vậy, chúng ta thật là vất giả, tạo nên cũng đã vô dụng thôi. Thay vào đó là thất bại, lâm vào tình thế bị địch tấn công, quân tâm đại loạn. Hắn cũng có được cơ hội lật ngược tình thế. Mi mắt hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút, đang thành sinh cuối cùng gật gật đầu. Có vẻ đúng như thế, thừa tướng đại nhân thật sự là cơ trí vô song như vậy bệ hạ phát tới văn kiện cầu binh. Bẩm với bệ hạ bảo hắn cố gắng gượng không quá một tháng ta sẽ nắm được ba châu rồi mang binh bình loạn. Nhẹ nhàng khoát tài sắc mặt của bách lý kinh dĩ bình tĩnh khuết môi nhếch lên một nụ cười tùy tiện. Khẽ gật đầu người kia khom người cúi đầu lập tức lại đi truyền lệnh. Suy nghĩ một chút đang thanh sinh sâu xa nói đợi nắm được ba châu mới trở về bình loạn có quá muộn không? Trạm lòng kiếm dương lo ngại cái gì? Một số thám tử bốn châu lẫn vào trung châu gây ra phiền phức. Có thể làm lớn được bao nhiêu? Có thể phá hủy được kiếm tinh đế quốc sao? Huh. Đột nhiên bật tiếng cười lớn, bách lý kinh dĩ hoàn toàn không có để bụng. Đây đều là kế sách phân binh của trác phạm, ta không có mắc lừa đâu. Mà ta muốn khiến cho không thành kế này của hắn thất bại thảm hại, khóc không có nên lời truyền quân lệnh, lệnh cho ba vị kiếm dương lập tức chỉ huy nhân mã, đánh vào ba châu, trực đảo Hoàng Long, trong một tháng nhất định phải lấy được ba châu. Tuân lệnh, một tiếng hét lớn vang lên, quân lính liên lạc ngoài cửa, lĩnh mệnh mà đi, chỉ để lại cô đang thanh sinh, nhíu mài suy nghĩ. Bách Lý Kinh Dĩ đắc ý nhìn thấy thắng lợi, hắn liếc nhìn đang thanh sinh với ánh mắt lạnh lẽo sâu xa. Ở một nơi khác, trong đại điện tông chủ của Hải Minh Tông, Trác Phàm buồn bực, ngán ngẩm ngồi trên vị trí chủ vị Bên cạnh có một đám lão gia quả, gấp gáp bận biệu, quảng sợ tới lùi quyến khích. Mặt mũi tràn đầy bất an, thỉnh thoảng nhìn về phía Trác Phàm muốn hỏi lại thôi. Báo! Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn, một đệ tử nhất thời chạy vào điện, khom người bái lại. Nhìn thấy hắn đến, mọi người gấp gáp chăm chú nhìn, cùng nhau hỏi, thế nào? phía trước hồi báo có tin tức kiếm tình đế quốc Trung Châu đại loạn rồi, hoàng đế Bách Lý Kinh Thế yêu cầu Bách Lý Kinh Dĩ cho diện binh bình loạn. Ảnh mắt nhíu lại, có một chút giật mình, sau đó mới vui mừng nhìn về phía Trác Phàm đầy cảm kích. Quá tốt, Trác tiên sinh thật sự rất là cảm tạ, thiên ma sơn các người đúng là có năng lực, có thể gây ảnh hưởng trong Trung Châu. Cứ như vậy, Bách Lý Kinh Dĩ không lui bình cũng không được rồi. Thế mà tiếng cười của bọn họ còn chưa dứt, tên đệ tử kia lại ngượng nghịu nói. Theo thám tử báo, Bách Lý Kinh Dĩ không nghe hoàng đế hiệu hồi, còn hạ lệnh cho ba đại kiếm dương cấp tốc tiến bình, nhanh chóng lấy được ba châu. Hiện tại biên cảnh của ba châu đã bị chiếm đóng, ba đại quân đang xông về phía nội bộ của ba châu. Trên đường không bị cản trở, tiến quân thần tốc. Cái gì? Thân thể nhịn không được run rẩy khuôn mặt của tất cả mọi người vừa rồi còn cao hứng bừng bừng, bỗng dưng cứng đờ, ngẩn cả người. Chương 1172 Hợp lực Mộ dùng tuyết nhíu mài nhìn mọi người, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, Bạch Lý Kinh Dĩ không phải là người dễ đối phó rồi, không thành kế này vẫn bị hắn nhìn thấu. Đúng vậy, cho nên làm thế nào cho phải đây? Một khi mà không thành kế bị dạch trần, gây nên đại họa khó lường gật đầu không ngừng lăng dân thiên buồn bã nhìn trác Phạm vội vàng nói trác thiên sinh tiếp theo phải làm gì đây mong ngài chỉ thị khóe miệng bất giác nhếch lên mộ dung tuyết mà vội vàng đến trước mặt của lăng dân thiên cũng không có hành lễ chỉ quán trách hét lớn một tiếng lăng tông chủ sao mà ngài có thể tin tưởng hắn chứ cũng bởi vì chủ ý ngu ngốc kia chúng ta mới mất cả ba châu ngài còn nghe hắn không chừng ngay cả bắt châu cũng mất luôn cho dù không nghe ta Các người cũng sẽ mất Chuyện này đâu có liên quan gì đến ta Kinh thường biểu môi Trác phàm hư lạnh Mộ dung tuyết hung hăng nhìn hắn Nghiến răng nghiến lợi Không có để ý tới mộ dung tuyết Lăng dân thiên chân thành Tha thiết nhìn trác phàm Chờ hắn hiển kế cứu mạng Trác phàm chỉ cười một tiếng Hiểu được ý của bọn họ Nhưng mà hắn cũng không có nói rõ Thật ra tất cả mọi chuyện Đều trong dự liệu của ta mọi người yên tâm đi, hết thảy tiến hành cực kỳ thuận lợi. Lại khoác lác, không thành kế của người đã bị người ta nhìn thấu rồi, còn nói thuận lợi cái gì chứ? Nguyết hắn một cái thật dài, mộ dung tuyết kinh thường, mỉa mai lên tiếng. Trác phàm nhếch miệng cười, thản nhiên nói, Tuyết cô nương chớ có phỏng đoán ngông cuồng, cho tới bây giờ ta chưa nói qua là ta dùng không thành kế, đó chỉ là phán đoán của các ngươi thôi. Khi vừa mới bắt đầu, ta đã định để cho bọn hắn tiến quân Ba Châu, đây là kế dụ địch. Hiện tại địch nhân đã gãy đúng chỗ ngứa rồi, chẳng lẽ chúng ta không nên vui vẻ sao? Cái gì? Kế dụ địch à? Không khỏi sửng sợ, mọi người kinh hãi kêu lên. Nhìn hắn chầm chầm, trên mặt của mộ dung tuyết, trần trụi, khắc lấy hai chữ không tin. Dụ địch sao? Ngươi cho rằng ta không có học qua binh pháp sao? Mục đích của việc dụ địch là muốn dẫn kẻ địch vào hoàn cảnh bất lợi để bên ta đánh tàn. Nhưng mà dưới sự chỉ quyền của người, binh mã của bà châu không có được chuẩn bị, tất cả hung hăng chạy tới, trên đường không có mai phục. Ngươi dụ bọn hắn đến thì làm được cái gì? Dẫn người ta vào sầu quyệt, dây quanh ngươi sao? Cách nhìn của đàn bà, binh pháp là hoạt học, hoạt dục, ngươi biết cái gì? Trong mắt tinh màng lóe lên, trác phàm khinh thường biểu môi, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc nhìn về phía mọi người nói hiện tại đã qua 3 ngày tất cả nhân mã của bà châu đã hoàn toàn tập hợp đến bản doanh của các châu chưa nam châu và đông châu đã gửi giấy báo đều đã đến rồi hơi gật gật đầu lăng dân thiên trầm ngâm một chút sâu xa nói chỉ có tây châu dùng một ngày thời gian đến hỏi thăm xuất xứ của mệnh lệnh hành động muộn một ngày khả năng còn trên đường vẫn chưa có kịp đến bất giác bật cười gật đầu trác vàm hiểu rõ tây châu chủ quản quân sự là gia chủ nhà của ta hắn cũng một dạng với nghĩa phụ của hắn quả thật có một chút xoắn xít quân mệnh của tướng bên ngoài có thể không nhận tuy nhiên với cách điều quân của hắn người khác dùng ba ngày hắn chỉ cần dùng có hai ngày là có thể tới ta tin tưởng quy định quân sự của hắn nghiêm cẩn nhất có thể làm được rồi báo lời còn chưa có dứt một đệ tử chạy vào tây châu truyền tin đại quân của tây châu đã trở lại bản doanh chỉ chờ chỉ thị của trác quản gia trác phàm lộ ra một nụ cười vui vẻ nói trác quản gia bao nhiêu năm rồi không có người xưng hô như vậy với ta xem ra là bọn họ đã tìm tới cửa nhanh thôi muốn tránh cũng không có tránh được người đâu truyền lệnh trong mắt của trác phàm lóe qua một đạo tinh quang bản doanh ba châu đều có truyền tống trận thẳng tới bắc châu lệnh nhân mã của ba châu truyền tống hết đến chiến trường của bắc châu cho ta dân hét lớn lên một tiếng tên đệ tử kia đi xuống truyền lệnh nhưng mà đám người còn lại ngạc nhiên vô cùng hắc nhiêm chí tùng càng là nhịn không được nhìn về phía trác phàm khó hiểu nói trác phàm người có ý gì đem nhân mã của ba châu điều khiển đến bắc châu sao vậy ba châu chúng ta làm sao bây giờ nhường sao Đúng vậy, nếu như chủ ý của người là muốn hợp sức mạnh của bốn châu bảo hộ một châu, chúng ta cũng sớm nhận thức được. Còn cần các ngươi đến chỉ huy sao? Cũng là bởi vì chúng ta đều muốn bảo toàn địa vực của chính mình, cho nên mới không biết làm thế nào cho phải. Nhưng bây giờ, ngươi phải làm sao? Nhìn chằm chằm trác phàm không buồn, thượng quan phi hùng cũng không hiểu do dự nói. Trác phàm, theo lý thuyết ngươi là người của Tây Châu, cho dù muốn bảo vệ thì cũng nên bảo vệ Tây Châu chứ. Làm sao mà ngươi nghĩ cách hợp hết sức mạnh bảo vệ Bắc Châu quan Du này? Hay là lăng dân thiên ám chỉ cho ngươi chỗ tốt để cho ngươi giúp hắn lừa gạt chúng ta? Dỗ giả khoát tài, lăng dân thiên nghe được cái lời này, sắc mặt trở nên nghiêm lại, nhưng khóe miệng lộ ra ý mừng không che giấu được. Thượng quan gia chủ, chớ có nói bậy, lão phu tin tưởng trác tiên sinh nhất định, suy nghĩ cho đại cục mới làm như thế nói nhảm hắn bảo vệ bắt chồng của người người đương nhiên nói đỡ cho hắn rồi nhưng ba châu của chúng ta cứ như vậy mà ném đi chuyện này tính sao chứ thượng quan phi hùng hét lớn lên một tiếng người khác nghe cũng nhịn không được dở òa trên mặt tràn đầy quỷ khuất cảm giác như bị lừa gạt lạnh lùng nhìn bọn hắn trác phàm không nói không rằng đợi cho bọn hắn nhào nhào đủ rồi không nói nổi nữa mới nhỏ giọng lên tiếng nếu như là các ngươi không muốn ba châu thì cứ tiếp tục nhốn nháo đi nếu như còn muốn thì yên tĩnh nghe ta sắp xếp bỗng dưng mọi người đều ngưng lại hoàn toàn yên tĩnh nhìn về phía trác phàm với ánh mắt tràn ngập hy vọng theo thượng quan gia chủ nói nếu chỉ đơn giản hợp lực bảo vệ một châu thì cần gì ta phải chỉ huy nhìn bọn họ thật sâu trác phàm bất giác vì cười ra tiếng thế nhưng không có ta các ngươi sẽ hợp lực được sao các người nên biết, cơ hội thắng duy nhất chính là hợp lực. Có điều mỗi người các người đều có tính toán của chính mình, nếu không có ta ở bên trong hòa giải, cho dù các người có cùng một chỗ ôm lấy cái chết cũng không có lựa chọn hợp lực bảo vệ một châu. Sờ lương tâm mình suy nghĩ một chút đi, ta nói có đúng không? Khuôn mặt của Thượng Quan Phi Hùng bất giác trầm xuống thở dài. Thật ra bảo vệ một châu nào đó, người khác không muốn đàn ông Đông Châu ta là bảo vệ Bắc Châu, phải bỏ quê hương của mình, ai có thể chịu đựng được. Vì sao mà các ngươi không thể hợp lực bảo vệ Đông Châu của ta? Ai cũng có suy nghĩ như vậy, cho nên dù chúng ta tử chiến ở quê hương của mình, cũng không có muốn dù duyên dù cớ thành kẻ đánh thuê cho người khác. Thế nhưng ngươi, ngươi không có để cho chúng ta bảo vệ quê hương của mình, lại đi bảo vệ quốc gia của người khác. Thượng quan Phi Hùng nói xong, mặt mũi tràn đầy phẫn hận, không nói tiếp được nữa bỗng dưng mộ dung liệt hét lớn lên một tiếng tiếp lời mắng chửi chúng ta cảm giác chúng ta đã bị mắc lừa rồi bị ngươi lừa gạt đến đây mà bỏ rơi quê hương của mình rồi mọi người nghe xong gật đầu tán thành chỉ của lăng dân thiên nhếch miệng cười một tiếng cảm thấy chiếm được tiện nghi an ủi lên tiếng mọi người đừng có buồn khổ tuy phương pháp của trác tiên sinh có một chút không thích hợp nhưng mà tốt xấu gì chúng ta cũng đã đưa ra quyết định khó khăn rồi. Bốn châu thống nhất, ta cam đoan sau khi mọi người đi vào Bắc Châu, Bắc Châu nhất định kính trọng, tất cả mọi người cứ xem cái chỗ này là quê hương của mình, không cần câu nệ. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ sao? Mọi người hung hăng nguyết hắn, lại buồn bã không có thèm để ý đến hắn nữa. Có điều những gì mà ta vừa mới nói, đều là cách người bình thường làm, nếu trác phạm ta làm như thế không xứng với chức danh nguyên soái đồng minh mà các vị tự đề cử không ngờ ngay lúc mọi người đang phiền muộn tâm trạng nặng nề trác phàm xoay chuyển cười khẽ một tiếng thân thể đột nhiên rung lên mọi người đều cảm thấy kỳ lạ nhìn về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng trác phàm nhẹ nhàng nói các ngươi nghĩ đến bốn châu hợp lực chỉ là nghĩ phòng thủ như thế nào đáng tiếc Trác phàm ta trời sinh không có hiểu phòng thủ Ta muốn hợp lực là tiến công Cái gọi là không hy sinh trẻ nhỏ Thì không có bắt được sói Không nở mất nàng dâu Cái này ta không nở rồi Tóm lại hiện tại ném ba châu ra ngoài Cũng là ba cái tảng mở dày Dùng để dắt chó Thế nhưng nhanh thôi Ta sẽ khiến cho Bách Lý Kinh Dĩ Thống hận vì ăn phải ba cái tảng mở này Ngoan ngoãn mà phun ra Yên tâm đi địa bàn của các vị sẽ còn y nguyên trở lại trong tay của các vị trác phàm ta cam đoan khẽ giật mình mọi người mới nhìn trác phàm thật sâu trong mắt hiện lên một tia hy vọng đây là thật sao tuy nhiên trong lòng của bọn họ cũng có một chút hồ nghi nhưng mà không cách nào khác hiện tại đã lên thuyền giặc còn có thể đi xuống được sao vì đã ném ba châu đi cho nên chẳng có thể gửi hy vọng vào mưu kế của trác phàm xem hắn làm sao mà đọt lại cũng chỉ có một dung tiết, không tin hắn có khả năng thông thiên gì chỉ cảm thấy hắn đang mê hoặc những cái thượng tầng các châu thôi xú tiểu tử ta sẽ nhìn xem ngươi có quỷ kế gì đã ném bà châu của chúng ta bắc châu là bình phong sau cùng cũng không có thể để cho người làm loạn ở bắc châu mà ở một nơi khác bên trong sông long diện lạc dân hải chỉ sa bàn nhíu mày nói hiện tại đại quân của cầm sắc kiếm dương đã tiến quân thần tốc ở phía sau mông của chúng ta không có người chặn đánh bọn họ bọn họ xông vào như nơi không người còn nói có biên cảnh công sự chỉ có thể thủ một tháng thôi nhưng mà hiện tại không chặn đánh cản trở chỉ sợ trong vòng có 7 ngày toàn châu sẽ thất thủ đúng vậy trác quản gia bị nhìn thấu không thành kế rồi gia các trường phong nhíu mày gật đầu thở dài mấy người ồn ào mặt ủ mài châu cho dù là tam đại trí tinh qua nhiều ngày thô diễn cũng cho rằng cú bắn giả của trác phàm là không thành kế cũng thở dài vì kế sách thất bại tây châu mất trắng đáng tiếc bọn họ đều đoán sai một tiếng động vang lên quân trướng đã bị kéo ra bóng người của thác bạc thiết sơn một lần nữa xuất hiện trước mặt của bọn họ vẻ mặt háo hức phía trên lệnh xuống tất cả đại quân ba châu đều thông qua truyền tống trận đến bắc châu Chỗ đó mới thật sự là chiến trường đó. Thân thể nhịn không được chấn động, mọi người mới cùng nhau biến sắc. Đi Bắc Châu? Không phải, chạy đến chiến trường sao? Chẳng lẽ nói tất cả mọi thứ vẫn nằm trong kế sách của trác quản gia, vẫn chưa có trạch hướng sao? Mà kéo mọi người đến Bắc Châu ngân chiến. Nghĩ tới đây, mọi người mới nhìn nhau, có một chút không hiểu. Thác bạc thiết sơn, suy nghĩ một lúc, thở dài nói tên trác phạm này sâu không có lường được, hoàn toàn không có tìm ra manh mối. Chương 1173, Tướng Quân Báo, khởi bẩm trác tiên sinh, tất cả nhân mã Đông Châu đều đi vào Bắc Châu, xin tiên sinh chỉ thị. Báo, khởi bẩm tiên sinh, tất cả nhân mã của Nam Châu đều đã đến Bắc Châu, xin tiên sinh chỉ thị. Báo, khởi bẩm tiên sinh, tất cả nhân mã của Tây Châu đều đã tập kết ở tiền tuyến Bắc Châu, xin tiên sinh chỉ thị. Từng tiếng thông báo gian giọng truyền vào trong đại điện của tông chủ, mọi người nghe những thứ trác phàm sắp xếp đều đã đầy đủ, đều cùng nhìn về phía hắn, chờ xem hắn ra lệnh thế nào. Trác phàm hít sâu một hơi, cầm lấy ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm, sau đó chậm rãi để xuống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng mà rất nhanh chóng, trong mắt của hắn lóe lên tinh mang bỗng dưng hắn đứng lên siết chặt ngón tay hét lớn mệnh lệnh thứ nhất để cho nhân mã của ba châu trở về bản doanh các châu trong vòng ba ngày mệnh lệnh thứ hai bảo người ba châu lập tức truyền tống đến bắc châu lại dùng ba ngày hết thảy sáu ngày có đúng không đúng vậy một lúc truyền đến nhiều người như vậy dùng không ít thánh linh thạch thượng quan phi hùng gật đầu thở dài một hơi nói Trác Phàm có một chút bất đắc dĩ trợn mắt, thản nhiên nói, tác chiến đương nhiên phải mất phí rồi, ngài đau lòng vì chuyện này sao? Không phải là ta đau lòng, ta chỉ là muốn biết có đáng giá không thôi. Ta sẽ khiến cho ngài cảm thấy giá trị. Nhếch miệng cười, Trác Phàm kéo tay áo, khóe miệng xẹt qua một nụ cười tà dị. Hai mệnh lệnh trước đó đã hoàn thành. Hiện tại ta muốn đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, cũng là một bước quan trọng nhất để kết thúc trận chiến này bốn châu có thắng trung châu hay không là lệnh cuối cùng này. Mọi người nghe vậy thân thể rung lên, sắc mặt trở nên khẩn trương. Một mệnh lệnh có thể kết thúc hết thảy, mệnh lệnh này đến tột cùng là quỷ kê gì, tác dụng lớn hay không. Cho dù là một dung tuyết vẫn luôn xung khắc với trác phàm, giờ khắc này cũng nín thở, yên tĩnh lắng nghe mệnh lệnh ngu ngốc của hắn. Như vậy, mệnh lệnh thứ ba của ta chính là nhìn chằm chằm tất cả mọi người chờ cho bọn họ há miệng đến khu cả cổ trác phàm gần từng chữ một tập hợp chiến lực tất cả của bốn châu khảo sát bất bại chiến tôn bắc châu bạch lý ngự thiên cái gì thân thể rung lên sợ hãi tất cả mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh nhìn trác phàm trợn mắt há mờm bọn họ dạng lần không có nghĩ đến mệnh lệnh cuối cùng của trác phàm lại quyết đoán khiến cho người nghe kinh sợ như thế. Dùng mạng của tất cả mọi người bốn châu, đổi tính mạng của một người mạnh nhất năm châu, bạch lý ngự thiên sao. Chuyện này thật sự quá điên cuồng. Bờ môi run rẩy thượng quan phi hùng khó có thể tin nói. Trác phàm, người không lầm chứ, ngươi để cho chúng ta đi giết bách lý ngự thiên. Thế nhưng với thực lực của đảo yêu quái kia, giết người có gì khác nhặt rau hẹ, cho dù là mấy vạn người cũng chỉ xẹt qua trong phút chốc cho nên ta mới tập kết sức mạnh của bốn châu để giết hắn. Trong mắt lóe lên tinh màng, Trác Phàm bình tĩnh nói, hắn rất mạnh nhưng mà dù hắn có mạnh hơn nữa cũng là người, năng lượng trong thân thể cũng là nguyên lực tu luyện được. Bốn châu chúng ta, người nhiều như vậy, lần lượt tiến lên. Cho dù hắn có thể giết từng người, chân tay cũng mềm, sức cũng kiệt, có cơ hội cắt đầu quán. Mà một khi mà đầu hắn rơi, trận chiến này chúng ta thắng mọi người có mặt bao gồm những cái đệ tử cao thủ các châu đều đã bị đề nghị khủng bố của trác phàm dọa à sợ mất mặt hắn muốn dùng ngàn dạng nhân mạng đến mài chết bất bại kim tồn bọn họ trước kia không có suy nghĩ qua nhưng bây giờ trác phàm bảo bọn hắn làm như thế bọn họ đột nhiên có một chút do dự thậm chí run sợ giống như trước mặt của bọn họ là núi thầy biển máu tu la địa ngục khiến cho người ta không có đành lòng nhìn thẳng Mộ dung tuyết vừa nghĩ tới thảm cảnh như vậy, lúc này nhảy cẳng lên mắng to. Cái tên ma quỷ nhà ngươi đưa ra một chủ ý ngu ngốc gì? Dùng nhiều sinh linh vô tội đi lắp lưỡi kiếm quỳ quái kia, chuyện này cần bao nhiêu người chết thảm chứ? Ngươi quả nhiên là lãnh quyết ma dương mà. Đây chính là chiến tranh, không chết người sao có thể gọi là chiến tranh? Thế nhưng cho dù là chiến tranh, đối thủ mỗi người đều ngang nhau nhưng bất bại kiếm tôn trên lệch quá lớn với những tu giả kia. Người bảo bọn họ đi lên, chẳng khác nào đi chịu chết, làm pháo hôi sao, không có một chút ý nghĩa nào. Cho dù bọn họ có thể tiêu hao một chút nguyên lực của bất bại kiếm tôn, đó cũng là có ý nghĩa rất lớn. Chết đúng chỗ, con kiến tụ tập được nhiều, đều có thể gặm chết con voi Huống chi, chiến lực của bốn châu, mai cũng có thể mài chết hắn. Thế nhưng cho dù giết hắn thì có lợi ích gì? Chúng ta vì giết bất bại kiếm tôn mà phải chết nhiều người như vậy. Nhưng mà cuộc chiến có thắng không? Đối thủ của chúng ta là Bách Lý Kinh Dĩ và Kiếm Tình Đế Quốc. Đến lúc đó chúng ta lấy gì mà đối kháng với bọn họ? Đúng vậy vì giết một bất bại kiếm tôn có khả năng sẽ mất chiến lược một châu, thậm chí hai châu. Vậy chúng ta làm thế nào mà đối mặt với Bách Lý Kinh Dĩ và Đại quân Kiếm Tình? nghe mộ dung tuyết nói lăng dân thiên trầm ngâm một chút cũng khẽ gật đầu cao mày nói chẳng lẽ trác tiên sinh làm nhiều như vậy là để cắt được đầu của lão quái vật kia sao khóe miệng của trác phàm nhếch lên khẽ gật đầu không sai đúng là như thế có điều các người đừng có nghĩ cắt được đầu của bất bại kiếm tôn tổn thất quá lớn thì không thắng được cái cuộc chiến này hoàn toàn ngược lại bắt lấy hắn chẳng khác nào nắm lấy thắng lợi trong cuộc chiến cho dù là kiếm tinh đế quốc hay là bách lý kinh dĩ đều vài phút là xong đời chỉ đơn giản như vậy trong lòng rung lên mọi người nghi ngờ nhìn hắn chờ hắn giải thích kiếm tinh đế quốc khác biệt với đế quốc bình thường đế tướng hòa thuận thực lực cường đại hầu như là không có sơ hở mà tất cả mọi thứ đều nhờ bất bại kiếm tùn, bách lý ngự thiền mang đến biết suy nghĩ trong lòng của bọn họ trác phàm cầm lấy ly trà khẽ nhấp một ngụm, bật cười ra tiếng. Cũng vì nguyên nhân này, tất cả cơ sở kiếm tình đế quốc đều phụ thuộc vào bất bại kiếm tôn. Nó cường đại cũng bởi vì hắn. Cũ kim dương vì bất bại kiếm tôn, cam nguyện thần phục. Nhờ có bất bại kiếm tôn chống đỡ mà bách lý kinh dĩ được tất cả mọi người nhường nhịn ba phần. Ngay cả cụ kim dương cũng phải kính trọng hắn. Nhưng mà đáng tiếc thăng bằng tuyệt đối này đã bị tính tự phụ của bách lý kinh dĩ đánh tàn cũng trở thành sơ hở lớn nhất của đế quốc. Mọi người cùng biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Trác phàm. Sao mà người lại nói vậy? Hắn quá tham, cũng quá gấp, không có kịp chờ đợi, muốn khi còn là tướng, phải là hoàn thành việc thống nhất năm châu, nhanh chóng phát triển đế quốc. Thở dài một hơi, Trác Phàm tiếp tục nói Vì làm khó dễ bốn châu Ngoại trừ năm vị kiếm dương của mình Bạch Lý Kinh Dĩ Còn lôi kéo kiếm dương bên ngoài thượng quan phi dân đang thành sinh đều là như thế để quy thế của đế quốc càng thêm cường đại để cho bốn châu hợp lực khó có thể chống cự có điều hắn chỉ vì cái lợi trước mắt vì muốn nhanh chóng hạ được bốn châu móc sạch quân lực đế quốc dùng toàn lực để mà tấn công làm cho nội bộ của đế quốc thiếu quân lực dễ dàng náo động nhất cho nên hắn mới có thể hạ độc thủ với hải xuyên thương hội bởi vì mặc kệ thương hội liên thông thương đạo với ngoại giới hay là mối quan hệ lợi ích không rõ ràng với các châu đều là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự ổn định của đế quốc khi đế quốc trống rỗng. Cho nên trước khi mà xuất binh, thương hội này nhất định phải biến mất. Hắn không có thể để cho một thương hội to lớn như vậy lưu lại trong đế quốc, gây rối ở thời điểm then chốt. Để phải lui binh bảo vệ đất nước, khiến cho tất cả kế hoạch thất bại trong gan tắc. Bởi vậy, mộ dung tiểu thư, ngươi vẫn luôn nói ta hại nhiều người Trung Châu, căn bản ta không có khả năng lớn như vậy muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do bách lý kinh dĩ muốn xuất binh tất nhiên sẽ diệt trừ hết bọn họ đây là chuyện sớm muộn thôi thậm chí nếu chuyện này mà phát sinh càng muộn sẽ liên lụy đến nhiều người ta chỉ có một cái kiếp nổ cũng không phải là đao phủ thật sự mộ dung tuyết hừ lạnh một tiếng không nhìn tới hắn ta chỉ nhìn bản chất của người chuyện này không có quan hệ gì với ngươi sau sự kiện kia thì sao? Được rồi, ngươi trừ ma dệ đạo, chúng ta không phải là cùng một đường, tạm thời không nói. Chúng ta hãy nói đến chiến sự lần này đi. Dụ giả khoát tài, trác phàm bật cười một tiếng, quả nhiên không có thể nói đạo lý với nữ nhân. Sau đó, liền nhìn về phía những cái đại lão kia, tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta đều biết rõ lý do hắn cường đại và sự hoàn hảo quán chúng ta chân ướt chân ráo cho nên không có đánh bại hắn. Nhưng mà địch nhân lại cho chúng ta một cơ hội. Bách lý kinh dĩ, quá tự phụ, cũng là quá cấp bách, lấy gốc rễ của lão tổ tông, bất bại kiếm tôn, ném tới nội địa rồi. Mà bất bại kiếm tôn cũng là người tự phụ, tự cho mình là thiên hạ vô địch. Không ai dám xông tới, nếu thực sự tới thì chúng ta còn cơ hội. Tuy nói bất bại kiếm tôn thật rất là nguy hiểm, hắn vừa đến Bắc Châu đã khiến cho chúng ta hoảng sợ đến không dám động. Nhưng hắn đến phe đối thủ cũng rất là nguy hiểm bởi vì hắn không biết. Chúng ta đã dùng hết toàn lực xử lý hắn. Còn xử lý hắn mà lo lắng tổn thất quá lớn, không có thể tái chiến, ta cam đoan. Tiểu tử Bách Lý Kinh Dĩ kia càng lo lắng hơn chúng ta. Mọi người có thể suy nghĩ một chút đi. Bất bại kiếm tôn tiến vào nội địa, vì sao bên người đều mang theo kiếm dương bản tộc không có một người ngoài sao mọi người nhíu mày suy nghĩ thật sâu âu dương răng thiên mới khẽ nói bởi vì không có tín nhiệm không sai âu dương tiền bối nói rất đúng dù bách lý kinh dĩ và bách lý ngự thiên đều tự phụ nhưng cũng là người khá cẩn thận bên ngoài lão tổ tông tuyệt đối không thể có ngoại tâm không phải tộc loại của hắn chắc chắn nảy sinh dị tâm lòng nghi ngờ của bách lý kinh dĩ cũng rất nặng hắn căn bản không có tin tưởng kiếm dương bên ngoài không có dám để cho bọn họ đơn độc làm nhiệm vụ với bách lý ngự thiên là sợ cái gì chính là sự phản bội sợ theo đến bốn châu hại bách lý ngự thiên trong mắt tình màng nhấp nháy trác phàm dường như nhìn đến tất cả mấu chốt bởi vậy hiệp trợ bảo hộ bên người của bách lý ngự thiên đều là kiếm dương bản tộc bách lý gia mà mang binh bao vây tấn công bốn châu thì lại là tứ đại kiếm dương ngoại tính qua cái chuyện này biết được trong mắt của Bách Lý Kinh Dĩ chuyện nào quan trọng hơn. Hắn không có sợ kiếm dương tạo phản, cũng không sợ đế quốc luân hãm, chỉ sợ lão tổ tông bị hại chết. Nhưng dù có như thế, hắn để cho Bách Lý Ngự Thiên đến đây, hắn vừa kiêu ngạo lại vừa cẩn thận. Mà sự thật cũng chính xác như thế, nếu chúng ta đánh tan một nhánh đại quân râu ria của Trung Châu thì chỉ dao động cái nền tảng lập quốc của kiếm tinh. Nhưng bất bại kiếm tôn chết, sẽ có hậu quả gì? Không có vị cường nhân này chấn nhiếp, cửu đại kiếm dương, trâu bò sẽ còn cả nể bách lý kinh dĩ như hiện tại sao? Riêng tứ đại kiếm dương ngoại tính cũng không có bị trói buộc, sẽ còn nghe theo lệnh của kiếm tinh điều khiển sao? Khi đó không có tái chiến cùng Trung Châu, chính nó sẽ bị chia năm sẽ bảy, một đại đế quốc lập tức dẫn lạc. Cho nên chúng ta dùng tính mạng của hai châu có thể tiêu diệt bất bại kiếm tôn của kiếm tinh đế quốc. Trung Châu cũng rất lời rồi có đúng không? Nghe được lời này Mọi người mới kinh ngạc đến ngay người Trong lòng vô cùng kích động Đúng vậy Một trận chiến này cho dù có tổn thất Cũng không có quan trọng Có thể đổi lấy cả đời bình an Cho hậu thế mới quan trọng chứ Một lần giấc giả Suốt đời nhàn hạ Cớ sao mà không làm Chỉ có một dung tuyết Mày nhíu chặt Nhìn chăm chăm trác phàm Cẳng răng nói Dùng mấy chục triệu tính mạng tu giả hai châu đổi lấy thắng lợi. Mà quỷ, ngươi xem những cái sinh linh này là cái gì? Nếu như có thật sự đại chiến cùng Trung Châu, chiến bại cũng sẽ không có chết nhiều người như vậy chứ. Nhưng mà ngươi, ta là thống soái trong mắt chỉ có quân cờ và gián cờ. Lạnh lùng liếc nàng, trác phàm thầm thẳm lên tiếng. Ta chỉ biết, lần này ta sẽ là tướng quân trong gián cờ với bách lý kinh dĩ. Các bạn vừa nghe xong tập 226 ma hoàng trọng sinh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt